Xin chào bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Java thương hiệu Ý model Ferrosi, một mẫu xe đạp carbon cao cấp đến từ dòng Java, được chạy bộ chuyển động full Shimano 105 giờ 5008 với 11 lít và 2 đĩa. Bộ vành nhôm cao bản của DK, xe là toàn bộ nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Đó. Một chiếc xe cũng rất là quen thuộc với các bác xem xe ở kênh em lâu năm. Thì ở đây là một chiếc xe mà rất là đẹp và được các bác hỏi và mua cực kỳ nhiều. Với giá tiền rẻ thì có là 17.800.000 cho một chiếc xe carbon. Thiết kế cực kỳ đẹp. Có những cái lát cắt cực kỳ tỉ mỉ và đẹp ở đây. Xe Java Ferrosi dòng carbon cao cấp của dòng Java thương hiệu Ý. Chạy bộ chuyển động Shimano 105 giờ 5008. Quý đĩa đề ca, toàn bộ xe là nguyên bản chính hãng, đồ đề ca. Hay cuối lỗ vi vòng. Phần ghi đông của chiếc xe được trang bị bộ tay lắc của Shimano 105, ghi đông dẹp, khí động học. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 50 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75, đi là phù hợp. Thì chiếc xe đang bán với em mức giá chỉ có là 17.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến những chiếc xe khác bạn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.